Rồi, chào các bạn nhé. Cây hàng đầu hôm nay giới thiệu cho các bạn một cây rất là lạ đời. Chúng tôi quay trước cho các bạn tự đoán là cây gì nhé. Đây là chủ nhân là bác Thành. Chủ nhân là bác Thành là chủ cây, là bác chăm sóc cây này năm nay cũng phải 3-40 năm rồi. Đấy, cây này là một cây gọi là người dân tộc ở trên vùng Tây Bắc. Chúng tôi gọi là cây tùng nước. Đấy, cây tùng nước. Bác Thành ơi, bác từ cái hồi bác khai thác cây này là bác khai thác chứ? Cái cây này ngày xưa là nó ở trên một cái suối, ở trên một vách đá đứng ấy, thì nó mọc ở trong cái hõm chỗ đây, chỗ tay tôi đều đứng đây là nó mọc hòn đá và nó xòe ra cái bờ suối. Bởi sao là trên người địa phương gọi là cây tùng nước, bởi sao là cây này nó sống vừa được dưới nước và nó vừa sống trên cạn được. Bởi sao bây giờ chúng ta là đang sống trên cạn, nhưng mà cây này nếu mà thả nước vào thì nó vẫn sống được, thì người ta gọi là cây tùng nước. Trong quá trình mà tôi thấy đẹp thì tôi lấy về thì tất cả là hơn 10 năm để uốn ra một cái tán cái thế trực này. Đây là cái phần đây chúng tôi đắp thêm vào để cho nó khuyết, nhưng mà cái này là do sau sai lầm của chúng tôi là do kỹ thuật chưa tốt, đâm ra là đắp cái bê tông là nhìn nó thô. Còn đây cái phần này là phần nguyên bản của nó. Là đây tất cả cái phần chỗ đây là nó ôm vào một cái hòn đá. Nếu mà như bây giờ kỹ thuật tốt thì chúng tôi đã đập cả hòn đá, nó ôm cả hòn đá này, thì bây giờ đúng là cây này thì là chắc là cây số 1. Cây này thì nó ra hoa quanh năm và nó có quả. Nó quả quanh năm nó xanh. Mà cái tán này ra rễ được như rễ đa. Khi chỗ kia là chúng tôi đang thả cho nó thả rễ xuống, cái này kia là cây rễ đa. Đây các bạn nhìn xem, cành lá rất là oằn ngoại và nó rêu phong. Đây đây chỗ đây là chúng tôi đây chúng tôi đang cho nó thả rễ xuống. Cây này rất dễ sống, chỗ nào cũng sống được. Mà đúng ra cây này là vùng Tây Bắc, nó giống sống ở xứ lóng ẩm chứ không phải là ở trên Sapa. Và Sapa thì không đặc biệt, không có loại này, mà loại này thì chúng tôi thấy nó lạ và nó đẹp. Chứ thực tế bây giờ đi tìm một cây này nó hơi khó. Người ta hay nhầm là cây chổi rễ dưới suối, nhưng mà không phải. Cây chổi rễ là quả tròn, và quả tròn một quả đây ra một chùm quả rất là đẹp. Đây các bạn nhìn xem, đây nó như một cái vách đá luôn, để rễ ra. Đợt trước là tôi bó đây để cho nó phát rễ, đầy rễ ra đây. Đấy, rễ nó ra đây. Toàn bộ cây này khoảng độ tầm 1m2 mà nó đã tán ra 2m, thì cây này thì cho vào một cái chậu. Đây bây giờ hiện tại chúng tôi trồng một cái chậu này là không hợp lý lắm. Bây giờ phải đầu tư vào cái chậu khoảng độ tầm chục triệu nữa thì cây này thì chắc là, và cho hở toàn bộ bộ rễ này ra thì là nó quá đẹp luôn. Vâng vâng. Ông Thành ơi, cái cây này là cái ôm đá kia là cái cục đá nhũ gì kìa. Cái cục đá nhũ này là cục của nó. Còn cái phần đây là phần bê tông này chúng tôi nhét thêm vào bởi vì nó nhìn nó xấu. Cái này là cục xịn của nó. Nó thò ra vào cục đá nhũ xịn này. Còn cái này xi măng đây là chúng tôi đắp thêm đây. Đúng rồi, đây còn này, đá nhũ xịn đây này. Đây là đá tự nhiên, nó ôm vào hòn đá này. Đá nhũ xịn tự nhiên đấy. Nó ôm vào độ khoảng một nửa. Đấy, nó ôm vào một nửa thân đấy. Đường kính nó vào cậu được khoảng 40 thì 40. Nó ôm vào hòn đá cũng phải được 20. Đây, cái toàn bộ cái phình ra là nó được 40 rồi. Đấy, còn bệ gốc đây thì cái bộ rễ đây là chúng tôi đang ấy trong quá trình ấy, là đây bộ rễ nó rất là đẹp đây, bộ rễ nó đây cũng rồi đây, rễ nguyên thủy nó ngập đá đây này. Bởi vì trong quá trình nó toàn ngập đá, nhưng mà ngập đá này, đá này là ngập ở dưới nước, rồi đâm ra người ta gọi là cái tùng nước, bởi vì phần rễ này nó chui được dưới nước, còn phần trên cạn thì là nó ở trên cạn. Còn cây này chúng tôi đang cho sống cái này là nó tùng nước mà nó sống thủy canh đây, thủy canh đây. Thế nhưng mà bây giờ cái giá này, ví dụ bác mà giao lưu cho anh em thì giá nó giao lưu độ khoảng đấy tôi đây là, à tôi, đây 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 cái giá đây, đây gì dự kiến giao lưu đây là tôi ghi vào đây khoảng độ tầm 350 triệu. 350 triệu giao lưu với các anh em nào mà có thiện chí sưu tầm thì rồi ok, em sẽ đưa cây này lên để cho mọi người. Cái thứ nhất nó là một cây lạ các bạn ạ, nó là một cây lạ, tại vì là cái thứ nhất nó là một cây lạ, mà cái thứ hai nữa là bác này là bác quý bác ấy mới trồng được mười mấy năm. Ngày mà xưa là cũng nhiều người khi làm thì nhiều người giả, nhưng mà tôi cứ thấy thích. Đây này cái dăm của nó các bạn nhá. Dăm nó là dăm họ nhà Tùng. Lá nó như tùng bình thường thôi. Như tùng Hán. Đây này, cái hoa của nó. Hoa của nó chùm chùm đây đây. Hoa của nó chùm chùm đây nhá. Rồi. Hoa của nó chùm chùm, hoa chùm mà ra quanh năm. Đây các bạn nhá, một cái cây con bên này này. Đây các bạn này.
đây, cái cây này là nó quá trình ra quả ở đây. Cây này thì là nó mọc ở bờ suối, nó đâm hẳn xuống dưới suối, nó có một vách đá đây. Quả ở đây nhá, tôi quả lại đây đây. Xem lại đấy. Đây quả này khi là đây là quả còn bé đây, khi nó ra hoa lan tăn thì quả nó bé đây. Xong bắt đầu quả nó ra màu đỏ này, xong bắt đầu khi chín nó thì nó chuyển ra màu tím ấy. Đấy, đây cái quả đây cũng sắp chín rồi đây. Đấy, chùm quả, đấy, chùm quả chùm đấy, đấy, chùm nhìn như, rất là lạ. Chùm như kiểu đuôi chồn ấy. Đây, đây. Đấy, đây, zoom nó vào. Đây anh Minh chụp cái chỗ đây này, đây đấy, nhìn cái cành đây, đây nó đổ xuống dưới suối đây, nó thành thác đổ. Cái chậu này là cái chậu bây giờ chúng tôi không có tiền nên ra phải dùng cái chậu này bây giờ rồi. Sau này phải đầu tư thêm một cái chậu khoảng độ tầm 3-4 triệu cho nó cao lên tí thì thành cái giá. Nhìn này, nó các bạn này nó vừa ra hoa nhá. Nó vừa ra hoa, vừa ra lụ, vừa ra quả. Hoa đây, hoa là đây. Thế thì chứng tỏ cái loại này, đây đây, đây là hoa non. Đấy hoa non đây, xong bắt đầu nó ra. Đây đây đây, đây đây ra quả nhỏ đây. Đây ra quả nhỏ đây. Đây quả nhỏ đây. Đấy, quả già đây chính. Không quả già nó bên cạnh như chùm như kiểu hạt tiêu ấy. Chùm hạt tiêu đúng rồi, đúng như chùm hạt tiêu nhưng mà màu nó rất đẹp. Đây là do quá trình mình không hay tưới mấy, đâm ra là cái quả nó không được bóng ấy, đúng ra cái quả nó bóng lắm. Cái quả này, cái cây này nếu mà bác giao lưu khoảng bao nhiêu thì... Đấy, cây này tôi tầm giao lưu tầm 25 triệu. 25 triệu. 25 triệu là giao lưu. Về thác đổ, và các bạn sẽ cấy nó vào một cái hang đôn bầu dục khác, cao độ khoảng 7-80, sau đó là kê lên một cái đôn, thì nó mới ra được dáng cây này. Một là ý tưởng như thế, hai là ý tưởng của tôi là tôi sẽ làm một cái hòn non bộ và gài nó vào một cái hòn non bộ và cho nó hòn non bộ nhũ đá, xong rồi nó bám vào đấy, xong rồi nó đổ xuống thì đẹp. Đây các bạn nhá, quả nó nhỏ nhỏ này, nó rêu phòng như này mà cái đấy chùm chỗ tay Bắc Thành này đấy. Rất lạ, tôi nhìn bác ủ ở trong bản, bác ủ trong bản nó đến hôm nay bác mang về. Bản thân tôi là người cũng đi nhiều nơi rồi và cũng rất là nhiều cái kỳ thú rồi, nhưng mà tôi mới hỏi bác là cây gì thì bác có hỏi là nó là cây tùng nước rồng dưới suối. Tùng nước đây là không phải tên nguyên bản của nó theo khoa học đâu các bác nhé, đây là tên địa phương ở vùng Tây Bắc của chúng tôi đặt là tùng nước, thì vì nó sống ký sinh vào các đá, nó xòe vào các cái suối nước thì gọi là tùng nước, mà lá nó giống lá tùng. Nhưng đặc biệt quả nó sai chi chít, các bạn nhìn dưới sướng chưa này. Quả nó sai chi chít. Cái này là nhiều người nhầm cái cây chổi rễ ở sông, nhưng mà không phải. Cây chổi rễ không, cây chổi rễ không phải. Cây chổi rễ, cây chổi rễ hoa nó trắng mà hoa nó trùng ngược lên như cái chổi rễ cơ. Mà nó cứng. Đấy nó giống nhau nhìn. Nó cứng. Nó cứng. Mà lá chổi rễ, lá nó cũng màu khác. Nó dân chổi rễ là tức là cái dân ở trên vùng Quảng Ninh ấy. Dân tộc người ta lấy về người ta đập đi người ta làm cái chổi rễ, nhưng mà không không phải, cái chổi rễ thì nhiều lắm, cây này mới là cây khác biệt. Cái chổi rễ thì tôi biết rồi. Đây cái cây thế thác đổ này bác Thành bác cứ giới thiệu là nếu bạn nào giao lưu thì khoảng 25 củ. 25 củ về thay cái đế chậu đi. Bây giờ hiện tại nó đang giao hoa rất quả. Còn tác phẩm cổ điển mấy chục năm này thì bác ấy đang giao giá là 350 triệu. Anh em có nhu cầu có thể điện thoại thẳng cho cây hàng độc.vn nhá. Điện thoại sẹt Zalo 0977830008 0919706818. Đấy là số điện thoại của chủ cây của trại cây hàng độc.vn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Và các bạn hãy nghiên cứu xem là đây nó là cây gì, tên nó là gì, có thể tạo thành bonsai. Đây là những cái người yêu cây đã tạo thành bonsai nhưng mà cũng chưa nghiên cứu được tên bản địa thì nói là cây tùng nước, nhưng mà chắc chắn phải có tên khoa học. Những cái ai am hiểu về cây này thì xin vui lòng giúp đỡ cho chúng tôi cái tên cây nhá. Xin chân thành cảm ơn.